Xin kính chào các bậc phụ huynh, chào tất cả các bé. Cô xin tự giới thiệu, cô là cô giáo Nguyễn Thị Hiền, giáo viên trường Mầm non Quyết Thắng. Rất vui lại gặp lại các bé trong video ngày hôm nay. Và ở trong video này, cô sẽ mang đến một điều thú vị. Để biết được điều thú vị đó là gì, xin mời các con cùng xem một hình ảnh sau. Đó là hình ảnh gì nhỉ? À, đó chính là hình ảnh cây đỗ. Các con có biết cây đỗ trưởng thành như thế nào không? Vậy thì hôm nay cô sẽ giúp chúng mình hiểu được điều đó thông qua câu chuyện Chú Đỗ Con. Chúng mình hãy cùng lắng nghe câu chuyện này nhé. Bây giờ các con hãy trả lời cho cô những câu hỏi sau. Câu hỏi số 1. Các con vừa được xem câu chuyện gì? Trong câu chuyện có những nhân vật nào? Câu hỏi số 2. Ai là người gọi Đỗ Con dậy đầu tiên? Cô Mưa Xuân đã nói gì với Đỗ Con? Câu hỏi số 3. Chị Gió Xuân đã nói gì với Đỗ Con vậy? Và các con hãy thể hiện giọng điệu của chị Gió Xuân. Câu hỏi số 4. Ông Mặt Trời đã nói gì với Đỗ Con nhỉ? Câu hỏi số 5. Sau khi được ông Mặt Trời, chị Gió Xuân, cô Mưa Xuân đánh thức dậy thì điều gì kỳ lạ đã xảy ra với Đỗ Con? Khi các con trả lời các câu hỏi, hãy nhờ bố mẹ quay video và gửi vào Zalo nhóm lớp mình để cô biết bạn nào trả lời hay và chính xác nhất. Video của cô đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các con ở những video tiếp theo. Xin chào!